À, xin chào anh chị, để em lên thêm một cây Ray-Ban chính hãng hàng cổ anh chị ha. Cây này là hàng mạ vàng, hàng xưa đấy. Về tổng thể thì còn tương đối đẹp anh chị ha. Nó là hàng hàng cổ chứ không phải hàng mới anh chị ha. Lớp mạ vàng này còn tương đối sáng. Cái này là size 62 anh chị ha. Làm Ray-Ban tướng quân. Ray-Ban Mỹ. Anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo chứ. 090 22 77 552. Em cảm ơn.